Kính chào quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Em tên là Võ Lê Khánh Nhi, học sinh lớp 9A15, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt. Hôm nay em rất vinh dự khi được tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 và chia sẻ với mọi người nhân vật để truyền cảm hứng cho em, hướng em tới đời sống tích cực, khơi dậy nguồn khát vọng, cống hiến và phát triển đất nước. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Đã bao giờ mọi người tự hỏi, tôi là ai, tôi sinh ra để làm gì, và làm thế nào để có thể tìm được ý nghĩa của cuộc sống? Và em cũng như vậy, em cũng đã từng trải qua rất nhiều băn khoăn và lo lắng khi bước vào tuổi dậy thì đầy biến động. Và trong khi đang loay hoay để tìm lời giải đáp cho những thắc mắc trên, em đã bắt gặp được một câu nói của Harvey McKay. Our lives change in two ways, through the people we meet and through the books we read. Cuộc sống ta thay đổi theo hai cách, qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Từ đó, em đã tìm đến sách, và trong những cuốn sách em đọc, em đã tìm được lời giải đáp khi đến với cuốn Tâm hồn lướt sóng do chính Bethany Hamilton đã truyền cảm hứng cho em, hướng em tới đời sống tích cực, khơi dậy nguồn cảm hứng, cống hiến và phát triển đất nước. Cuốn sách gồm 190 trang là tự truyện của chính Bethany Hamilton, được Nguyễn Bích Lan dịch sang tiếng Việt, và được nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, First New, phát hành vào tháng 8 năm 2014. Nhân vật chính là cô gái đặc biệt với tên đầy đủ là Bethany Melanin Hamilton Dirks. Cô sinh vào năm 1990 tại Hawaii, Mỹ và là một vận động viên lướt sóng. Cô lớn lên với niềm đam mê cháy bỏng là lướt sóng. Trong máu cô ấy có nước biển. Đó là lời nói của bạn bè và người thân thường nói về niềm đam mê lướt sóng của cô ấy. Thế rồi một tai nạn đã xảy ra. Trong một lần lướt sóng và đúng vào ngày lễ Halloween năm 2003, Bethany bị một con cá mập hung dữ tấn công bất ngờ và bị đứt cánh tay trái. Bethany đã may mắn vượt qua được cái chết. Những tưởng vụ tai nạn đó đã khiến cô phải tự giã ước mơ to lớn của mình. Nhưng không lâu sau đó, cô đã vượt qua được khoảng thời gian mất mát cũng như khó khăn để quay trở lại với bộ môn lướt sóng của mình với cánh tay phải còn lại. Cô bắt đầu trở lại thi đấu vào năm 2004. Không những lướt sóng trở lại, cô còn đạt nhiều giải thưởng cao quý như giải ESPI Award dành cho vận động viên trở lại hay nhất năm, huy chương vàng, giải cuộc thi vô địch lướt sóng quốc gia NSSA năm 2005. Kể từ năm 2008, Bethany đã thi đấu toàn thời gian trong đợt thi sát hạch thế giới ISB, Hiệp hội các vận động viên lướt ván chuyên nghiệp. Ở cuộc tranh tài đầu tiên với các nữ vận động viên giỏi nhất thế giới, Bethany về thứ ba. Cô đã khiến cả nước Mỹ cũng như thế giới phải thán phục và ngưỡng mộ, là niềm cảm hứng với rất nhiều người về nghị lực sống trên con đường theo đuổi đam mê của mình. Bethany có tâm sự rằng quay trở lại lướt sóng sau vụ tai nạn là một điều không hề dễ dàng. Tôi phải thú nhận rằng tôi có hơi chút thất vọng, tôi tưởng nó phải dễ dàng hơn nữa. Có thể nói, Bethany đã trở thành một vận động viên lướt sóng nổi tiếng trên thế giới không chỉ bởi tài năng, sự nỗ lực lao động của mình mà còn nhờ chính lòng kiên trì vượt qua khó khăn, thử thách. Điều đã truyền cảm hứng cho rất nhiều những phận đời bất hạnh trên toàn thế giới, giúp họ có thêm quyết tâm và nghị lực vượt qua mọi tai ương. Câu chuyện về lòng quả cảm, tính kiên trì và đam mê lướt ván của Bethany Hamilton đã gây chú ý trong giới trẻ Mỹ và được chuyển thể thành một bộ phim của Hollywood có tên Soul Surfer, Tâm hồn lướt sóng. Bộ phim đã giành được sự quan tâm nồng nhiệt của đông đảo khán giả, và ngay trong tuần đầu tiên công chiếu, bộ phim đã lọt vào top 10 phim ăn khách nhất. Khi đọc cuốn tự truyện Tâm hồn lướt sóng và tìm hiểu cuộc đời đầy phi thường của Bethany Hamilton, em càng cảm nhận được những khát vọng bay cao với tâm hồn đam mê cháy bỏng của cô, với cuộc đời đầy sóng gió nghiệt ngã. Nó chẳng phải là một hành trình gian nan vượt biển cả, mà đó chỉ là một hành trình của một cô gái bé nhỏ với trái tim và lá gan bao la như biển cả đang đi tìm lại giấc mơ của chính mình. Bethany đã chứng minh rằng chính sức mạnh và tinh thần bất khuất có thể giúp con người vượt qua bất cứ định mệnh nghiệt ngã nào. Bethany đã tạo nên cách lướt sóng đặc biệt của riêng cô ấy,
là em cũng sẽ lướt sóng trên con đường theo đuổi đam mê của mình. Em nhận ra rằng đam mê không chỉ cần đủ điều kiện vật chất để theo đuổi, mà còn cần sự nỗ lực và một tinh thần không biết đầu hàng số phận để theo đuổi. Vì thế, em sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa, kiên trì, bền bỉ trước những thử thách phía trước. Cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất có thể để trong tương lai góp phần sức lực nhỏ bé xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh hơn. George Martin từng nói, người đọc sách sống 1.000 cuộc đời trước khi chết, còn người không bao giờ đọc sách, chỉ sống một cuộc đời duy nhất. Với em, sách không chỉ là để đọc, mà còn là điểm đến của sự khám phá, sự sáng tạo và sự kết nối của cộng đồng văn hóa. Vì thế, nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân và cộng đồng, em xin được xây dựng và đề xuất những kế hoạch như sau. Về mục tiêu, nhằm lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng của sách và việc đọc sách đến với mọi người. Khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ. Từ đó khuyến khích và góp phần thúc đẩy phong trào đọc của cá nhân và cộng đồng. Về đối tượng hưởng lợi mà em hướng đến là bản thân em và các bạn học sinh, sinh viên, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật chữ in. Về phần nội dung được thực hiện cụ thể như sau. Đối với bản thân, em tự nhắc nhủ bản thân mình mỗi ngày cần phải đọc sách và rèn luyện kỹ năng đọc sách với phương pháp 3-2-1, tức là 3 trang sách, 2 câu hỏi suy ngẫm và 1 trang ghi chép. Đối với cộng đồng, đối với các bạn học sinh cùng lớp, cùng trường, em và các bạn để cùng nhau xây dựng góc đọc trong lớp, cùng nhau tổ chức talk show, kể chuyện từ sách hoặc chuyện chúng mình, cùng nhau chia sẻ những bài học, những câu chuyện hay từ sách để giải quyết những vấn đề tâm lý lứa tuổi mà chúng em đang gặp phải. Đặc biệt là giúp một số bạn đang bị phụ thuộc về thiết bị điện tử như hiện nay sẽ tìm thấy hứng thú với sách nhiều hơn. Chúng em cũng tích cực tham gia các hoạt động ngày sách của thư viện ở trường để nâng cao hơn văn hóa đọc cho bản thân. Đối với cộng đồng, theo em được biết, Thư viện tỉnh Lâm Đồng luôn có những chuyến xe, thư viện lưu động để lan tỏa sách đến với các bạn học sinh. Vì vậy, em xin đề xuất chính quyền hãy tổ chức thêm nhiều chuyến xe, thư viện lưu động ở những nơi đông người như khu phố, quảng trường, siêu thị, chợ đêm để đưa sách và văn hóa đọc đến gần hơn với cộng đồng. Còn đối với trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số, trong điều kiện giới hạn, em xin phép được đề xuất xây dựng thư viện không đồng ở nơi nhà rong, nhà sinh hoạt chung cho các em để các em có thể được đọc sách nhiều hơn và có cơ hội được nhìn thấy giá trị của những quyển sách. Nếu được, em sẽ tham gia cùng với các nhóm tình nguyện viên đến với các bản, làng để trao tặng sách miễn phí cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số. Đối với trẻ em khuyết tật chữ in, em và các bạn đã cùng nhau xây dựng kênh podcast Trạm Dừng Yêu Thương. Hàng tuần, em sẽ thu âm những trang sách hoặc giới thiệu những cuốn sách hay để chia sẻ với các bạn không thể đọc được sách in. Em cũng mong các nhà xuất bản phát hành sách chữ nổi để các bạn khuyết tật có cơ hội tiếp cận với tri thức nhiều hơn. Em cũng ấp ủ tạo ra một máy đọc sách đơn giản để giúp trẻ em khuyết tật có thể nghe sách và để xoa dịu tâm hồn, sống có ý nghĩa hơn. Dự kiến kết quả đạt được. Phát triển văn hóa đọc chính là phát triển ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc lành mạnh của mỗi thành viên trong xã hội. Đó chính là nền tảng của một xã hội học tập, của việc học suốt đời. Vì thế, nếu những kế hoạch và dự án trên của em được hiện thực hóa, thì sẽ lan tỏa được những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người dân Việt Nam. Đặc biệt là phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thế hệ trẻ. Đó có lẽ không chỉ là mong mỏi của riêng mình em, mà còn là của tất cả mọi người khi mà xã hội đang ngày càng phát triển và các thiết bị điện tử đang lấn át văn hóa đọc. Trên đây là kế hoạch nhằm phát triển văn hóa đọc cho cá nhân và cộng đồng. Em hy vọng mọi người sẽ đón nhận và lan tỏa hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Em xin chào tạm biệt.